Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái demo nhỏ về cái tool mà mình mới biết để ngắt các cái dầm tại nhiều vị trí. Cái này thì mình có cái idea này bởi vì khi chúng ta mô hình những cái dầm bê tông, nhiều lúc chúng ta phải mô hình từng từng đoạn, thì từng đoạn này mà chúng ta lại đi đi pick thì nhiều đoạn nó mất thời gian quá, thì mình sẽ nghĩ cách là mình sẽ vẽ một cái đoạn dài, sau đó mình sẽ tự động ngắt tại các điểm bất kỳ trong mô hình mà chúng ta pick điểm, thì cái tool này sẽ giải quyết cái việc đó. Thì ở version 1 này, hiện tại mình sẽ giải quyết cái việc là ngắt các cái dầm trước. Version sau mình sẽ bổ sung tính năng tự động ngắt, có thể ngắt theo bài bản hoặc là tự động fitting. Đó. Còn version 1 này mình đang cho nó tự động ngắt theo những point. Ok, xin mời các bạn xem cách làm. Những cách làm. Ở đây mình sẽ vẽ các cái dầm liên tục rồi. Và tất nhiên là các dầm này thì chúng ta cũng cùng một cái tên, đúng không? Chúng ta cùng một cái biến, cùng một cái tên nào đó. Rồi. Thì mình sẽ kích vào lệnh split beam. Thì cắt và chúng ta sẽ bảo pick một cái beam nào đó. Rồi. Và chúng ta pick các cái điểm. Đấy. Các cái điểm để ngắt, giả sử cái dầm này mình dầm móng này mình muốn ngắt tại những cái móng. Xong rồi kích chuột giữa để kết thúc lệnh. Thì tool hỗ trợ chúng ta tự động ngắt những cái dầm này đấy. Và vẫn đảm bảo là cùng một cái tên cũ, ví dụ cái này mình để đây là B1 rồi đổi thành cái template chẳng hạn, sau đó mình sẽ ngắt nó ra. Ok, thì những cái dầm mình ngắt ra nó vẫn đảm bảo vẫn là tên là B1 các bạn nhé. Rồi. Chúng ta có thể cắt một đoạn hoặc là các một cái dầm tại các cái điểm khác nhau, mình cắt theo được đường thẳng chẳng hạn. Ok, nó vẫn sẽ cắt cho chúng ta thành hai cái dầm, hoặc là không chỉ cắt những cái điểm này trên cùng một cái điểm nào trên dầm, chúng ta có thể cắt điểm ngoài ngoài dầm bất kỳ điểm nào, ví dụ như cái dầm này, như dầm này chẳng hạn, mình sẽ ngắt cái dầm này tại các cái điểm bất kỳ các bạn nhé. Đấy. Có thể điểm này trước hay lùi vào điểm này cũng không vấn đề gì cả. Đấy, các bạn có thể pick điểm thoải mái luôn. Đó. Sau các bạn pick chuột giữa. Ok, thì các cái dầm này cũng vẫn tự động ngắt cho chúng ta. Đấy. Hoặc mình có cái dầm chéo này, mình sẽ xử lý đó. Vẫn tương tự như vậy, pick vào cái dầm này, mình pick tại các cái điểm đầu côn này. Ở trên xuống, lên xuống thoải mái luôn các bạn nhé. Sau đó các bạn pick chuột giữa. Ok, nó tự động ngắt cho chúng ta. Đó. Hoặc là những cái dầm xiên này. Mình có thể pick những cái điểm ở mãi ngoài này. Kể cả điểm ngoài cái điểm đầu dầm hay cuối dầm cũng không có vấn đề gì hết. Thì tôi cũng sẽ tự loại trừ những cái điểm đó. Đó. Chúng ta cắt cái dầm đó thành ta từng đoạn, từng đoạn. Hoặc là cái dầm này. Đó. Mình pick ra ngoài luôn. Đó, tự ngăn luôn. Ok. Rồi. Thì đó là cái demo về cái tool mình đang làm về giải quyết là ngắt các cái dầm đấy, các cái điểm liên tục. Thì nguyên lý của cái này thực ra là chỉ là chiếu điểm thôi. Chiếu các điểm pick vào cái đường tham chiếu của beam, sau đó các bạn sẽ ngắt cái dầm này thôi. Đó, đơn giản như vậy thôi. Ok, chúc các bạn làm việc hiệu quả thành công. Nếu các bạn có cái comment gì về cái tool này thì cần cải tiến nó hơn thì mình sẽ rất là hy vọng sẽ nhận được những cái phản hồi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau.